cho thứ hai cũng giống như là một đứa con thứ hai. Đại diện cho tất cả nhân viên xin cảm ơn em rất nhiều đã tạo điều kiện, thứ nhất là các cô có môi trường tốt, thứ hai nữa là các cô có lời xã hội rất là tốt, và cái được cái em gieo duyên cho các cô được cái tình yêu thương xây dựng và cái trí thức, thực sự là chị xin cảm ơn rất là nhiều. Không thì không có gì hơn, xin hôm nay là cũng như là ngày ngày tụ về thì các cô xin có một món quà gửi đến hay là cảm ơn. Chị kêu để chị kêu. Lover. Cơ sở hai, đứa con thứ hai được xây dựng ngày hôm nay cũng có sự góp phần nữa, đó là Ba Tuấn. Mặc dù Ba Tuấn không phải là giáo viên, nhưng Ba Tuấn là người thầy của cơ sở hai, đã dìu dắt cơ sở hai đến ngày hôm nay, hỗ trợ về vừa tinh thần và vừa cái để làm bên ngoài và các sự kiện thêm phụ trách cho cơ sở hai. Dạ cô Duyên xin mời Ba Tuấn ạ. What's that? Yeah.
vậy? Giống sữa bột quá vậy. Nhiều bao đứa. Con mấy chi nhánh nữa? Con bao đứa. Không, quên con bao đứa. One more box again. Another box. Finally. Bây giờ mời cô Hà.